Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay, em xin giới thiệu tới mọi người sản phẩm. Đó chính là ổ khóa ngậm cánh cửa của xe Kia K3000. Ổ khóa ngậm cánh cửa này thì nó sẽ có hai đời. Đây, hôm nay em đang giới thiệu với mọi người một đời mà nó liền luôn cái giắc điện vào đây. Cái sản phẩm này là sản phẩm của Hàn Quốc anh em nhé. Nó có chức năng là đóng mở cửa. Khi anh em đóng mở cửa cái ổ khóa này, nó sẽ ngậm lại để cho chúng ta giữ cho cái cửa nó chắc. Đấy. Thì nó cũng có cấu tạo đây, mặt phía mặt sau của nó gồm các lò xo này, các chốt khóa này. Đấy. Đây là khóa ngậm. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới mọi người cái hình ảnh sản phẩm ổ khóa ngậm cánh cửa của Kia K3000. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.